Mình tên là Nguyễn Đức Phương, tới từ Sky Consulting. Hôm nay mình chia sẻ làm sao để có thể về hưu sớm. Bài hôm nay thì là một cái bài chia sẻ của Phương. Mình tên là Nguyễn Đức Phương, mình có năm nay mình được 39 tuổi, thì mình đã về hưu 2 năm trước rồi. Mình có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ, mà trước đó thì mình cũng có kinh doanh ở Việt Nam, nói chung rất là nhiều kinh nghiệm, nói chung là rất là nhiều kinh nghiệm. Mình bước ra đường lúc mình 14 tuổi, và năm nay mình 39 tuổi. Mình muốn trả lời cái câu hỏi là mấy bạn hỏi tại sao anh đã được về hưu rồi mà tại sao bây giờ anh lại bắt đầu làm lại. Thì lúc Phương trẻ theo đuổi đồng tiền, làm sao để thành công, làm sao để có này có nọ, làm sao để có nhà có cửa có xe có cổ. Thì lúc Phương 35, 36 tuổi, Phương đã có hết tất cả những thứ Phương cần trong Phương nghĩ trước đó là Phương cần. Tiền của nhà cửa gia đình con cái, nhưng mà tới lúc mà Phương có hết rồi đó, Phương thấy cuộc đời của Phương rất là trống. Thì Phương cũng nghỉ hưu được 2 năm, nói chung cũng không làm gì hết. Mà sau đó Phương thấy nó rất là trống trải. Phương bỏ biết bao nhiêu năm trời để Phương để theo đuổi tiền của, và cuối cùng tại sao nó nhàm chán như thế. Có thể cái bài này chia sẻ cũng giống như những người mà đã thành công rồi, giống như Phương thành công đã có rất là nhiều tiền cũ rồi, nhưng cuộc đời của họ tới một lúc nào đó người ta thấy cảm rất là nhàm chán. Thì giờ giống như Phương thì bắt đầu lại Phương có một cái mục đích khác hơn. Ngay bây giờ Phương đang ở Việt Nam mà Phương mới bắt đầu lại cái bài khác rồi, là Phương muốn giúp một cái đầu tiên, cái hy vọng đầu tiên của Phương em giờ là Phương muốn giúp đỡ 1.000 doanh nghiệp phát triển ở Việt Nam này, là 1.000 tư duy của những ông chủ và chủ của Việt Nam này về rất là nhiều lĩnh vực vân vân, để nói về vài lĩnh vực là chủ và chủ ở Việt Nam này nó có một cái hệ thống là ông chủ và chủ nói gì là nguyên công ty phải làm như vậy. Thì cái đó là một cách sai, tôi muốn sửa đổi để mà phát triển. Tôi muốn sửa đổi là ông chủ bà chủ phải là làm như Phương này, ngày nào cũng ngồi võng hồ bơi vậy nè, không làm gì hết mà nguyên công ty nó vẫn hoạt động rất là tốt. Thì cái đó cũng muốn sửa đổi. Tôi muốn thay đổi làm sao cho ông chủ bà chủ biết quảng cáo là gì, chứ không phải là treo một cái bảng lên trên bức tường ở trước cái quầy của mình, hay là tắt tờ rơi, hay là hay là Facebook rồi đó, là cái đó là quảng cáo đó. Không chủ bà chủ cũng chưa biết bán, biết bán mà giống như bán lấy đồng tiền thôi, nhưng mà chưa biết ngày mai nó như thế nào. Thì Phương muốn có những cái bài kinh nghiệm của 22 năm kinh doanh tại Mỹ, thì Phương muốn truyền đạt nó, Phương muốn nó giúp những 1.000 doanh nghiệp Việt Nam này. Cái đầu tiên là những tháng tới đây Phương muốn giúp 1.000 doanh nghiệp, những có thể là 1 năm tới 2 năm, nhưng Phương qua tới đây mình sẽ bỏ thời gian ra để phát triển về nhiều lĩnh vực, để có thể vững chắc hơn, và người ta có thể ngồi cái này hàng ngày, uống cà phê hay là thư giãn, hay là học về hay là người ta có dành cái thời gian để đầu tư cho đầu óc người ta hơn, đầu tóc người ta hơn. Thì cái đó là cái ham muốn của Phương. Vậy thôi. Những cái bài Phương sẽ đăng lên trang Facebook của mình với những cái trang khác, và rất tần tật dưới trang với cái website của mình. Thì những cái đó là những người bài chia sẻ của Phương qua cái kinh nghiệm của Phương 22 năm kinh doanh tại Mỹ, và Phương vẫn còn học nó hàng ngày. Phương học những cái người mà nó đang hot nhất về một lĩnh vực nào đó, về content marketing hay là Google hay là Facebook hay là gì đó. Phương đang học okay. Cái thế giới này mình rất là nhanh, nếu mình không học mình sẽ kém họ, và cái thứ hai nữa mình sẽ lạc hậu đi, thì cái cách mình áp dụng sẽ không được cái hiệu quả như mình muốn. Thì Phương cũng học hàng ngày, đến bây giờ Phương có thể nói là
nói là nếu như trở thành tỷ phú đô la này, phú đô la chưa thành, nhưng Vương Phương có thể không, có nghĩa là không hoạt động được, không làm được, bất cứ không làm gì nữa, nhưng vẫn sống và ở đây từ cuối đời. Cái đó không phải là cái ham vọng người có giá trị là nghĩa là sao? Là mình, người có giá trị không phải tự mình cho mình là người có giá trị, nhưng mà những người khác cho mình có giá trị, nó mới quan trọng. Thì Phương muốn cho đi và Phương muốn người ta đánh giá Phương là một người có giá trị. Có lẽ là những cái gì kinh nghiệm của Phương, Phương cho bạn để Phương trở thành một người có giá trị. Bạn không có thời gian một ngày bạn ngồi đó mười mấy tiếng để bạn học. Phương là có thời gian để làm vậy. Ngày Phương học mười mấy tiếng thì Phương lấy cái đó Phương cho bạn. Những cái gì mà bạn không có thời gian bạn làm, Phương có thể làm cho bạn để Phương giúp bạn, thì Phương trở thành một người có giá trị. Có nghĩa là vậy, Phương muốn trở thành một người có giá trị trong cái xã hội này. Phương sẽ giúp doanh nghiệp này, doanh nghiệp nọ, Phương có thể giúp các bạn trẻ đang lạc lối, không biết đi đâu, không làm gì, thì giúp Phương bắt đầu giúp những doanh nghiệp mà nói chung là không có tiền để bắt đầu, thì Phương sẽ dẫn dắt người ta làm sao để có tiền. Thì Phương muốn trở thành một người có giá trị trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu bạn đang có kinh doanh, Phương muốn trở thành những người đó, có thể nắm tay bạn. Có thể cái bài học đó Phương đã đi ra rồi, Phương đã làm rồi, và Phương đã thực hành rồi. Phương có thể truyền đạt lại cho bạn để bạn hoàn thành một thời gian. Đơn giản là vậy. Mình tên là Nguyễn Đức Phương, tới từ Sky Consulting. Và ở dưới cái màn hình này, nó có một trang web. Trong đó mình đang thành lập, đang tạo dựng, trong đó sẽ có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ, vất vả để nghiệp kinh doanh tại Mỹ và những ngày học mỗi ngày, ngay bây giờ mỗi ngày nói trung bình là mình học ở một ngày đi nói đi về lĩnh vực làm sao để trở thành một người CEO vững chắc, làm sao để mình trở thành một người CEO tốt, sao sẽ xây dựng một công ty vững chắc, làm sao để quảng cáo, làm sao để bán hàng, làm sao để công ty của bạn thành công. Về bán hàng, về xây dựng một công ty thành công không phải liên quan tới bạn chỉ phải biết bán hàng mà biết quảng cáo, biết phục vụ, nhưng mà bạn phải biết hơn nữa. Vậy bởi vì ngay bây giờ là cái thế hệ 4.0, nó không giống như cái cách quảng cáo trước đây 20-30 năm trước, nó không còn áp dụng rồi. Và chủ và chủ này không có thể áp dụng những cái thói quen cũ được rồi, bởi vì nó không giữ được nhân công. Cái bài học giống như tại sao công ty của tôi trả lương rất cao, nhưng mà người ta vô rồi người ta đi,
người ta đi rồi người ta vô giống như một cái chỗ mà để ghé thăm nữa đó, rồi người ta đi. Nhưng mà lương của tôi rất là cao, nhưng mà tại sao thì những cái câu hỏi đó là những câu hỏi tôi trả lời. Vậy thôi, mình để mình qua một cái video mới để xem các bạn. Xin chào mọi người.